Xin chào các bạn Tiếp tục tập trước khi mà chúng ta nói về các cái mô hình tổng quan về ABI Hôm nay chúng ta tìm hiểu về việc xây dựng các cái mô hình kết nối ABI Và chúng ta cũng vào cái bước đầu chúng ta mô tả ABI nó sẽ như thế nào nói tới cái việc mà chúng ta xử lý về API, nói về chúng ta làm việc với API, chúng ta sẽ trải qua bốn giai đoạn chính yếu nhất. Đầu tiên, chúng ta cần phải xây dựng cái mô hình kết nối. Thì nó sẽ có những cái nội dung liên quan tới cái mục đích kết nối nè, những cái mô hình kết nối tổng quan. Chúng ta có thể hiểu ở đây nó mang tính gọi là Business Requirement. Tiếp theo chúng ta sẽ mô tả spec dành cho API. Mô tả spec chúng ta cần phải mô tả thứ nhất là một cái luồng kết nối tổng quan và thường một trong các công cụ thường hay được sử dụng nhất đó là sequence diagram. Thứ hai chúng ta sẽ mô tả spec của request thứ ba chúng ta sẽ mô tả spec của response. thứ tư trong quá trình kết nối api chung là thiết bị điện tử mà nói chung là về digital để điện tử nó luôn có những cái vấn đề xảy ra trong quá trình vận hành thì cái việc mà các bạn mô tả lỗi nó là một cái điều khá là bắt buộc khi mà chúng ta xử lý lỗi tốt thì chúng ta sẽ dễ dàng trong việc mà giao tiếp trong việc mà kết nối dữ liệu giữa các cái hệ thống với nhau và cuối cùng mà chúng ta sẽ xây dựng cái tài liệu đặc tả thì thực ra tài liệu đặc tả nó cũng chỉ là một cái sự tổng hợp lại tất cả các cái mô tả mà chúng ta đã làm mà thôi. thì từ những cái tài liệu đặc tả đó chúng ta sẽ đi tới giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn phát triển. chúng ta sẽ phối hợp với dev để mà build API, chúng ta sẽ phối hợp với QA/QC để mà test API và cuối cùng chúng ta sẽ đóng gói cái API đó. từ cái việc đóng gói các cái API chúng ta sẽ mô tả tài liệu kỹ thuật nè, chúng ta sẽ mô tả về thông số kết nối, chúng ta sẽ có thể có những cái ví dụ về code mẫu chúng ta cũng sẽ xây dựng những cái tài liệu kỹ thuật kết nối giữa các cái hệ thống và các cái khách hàng với nhau vân vân thì đây là bốn cái giai đoạn mà khi mà chúng ta xử lý về API các bạn sẽ phải trải qua các ứng dụng API thông dụng các bạn sẽ thấy là API thật ra có rất là nhiều kiểu tuy nhiên thì nói về cái việc mà xử lý bên cạnh cái chuyện kết nối giữa front end và back end mà mình đã đề cập ở video trước thì hai cái tình huống mà các bạn sẽ gặp phải khi mà chúng ta sử dụng API có thể nói là thông dụng nhất đó là cái việc mà các bạn xây dựng API để mà kết nối với đối tác hoặc là các bạn sẽ uh, tích hợp xây dựng API để mà chúng ta tích hợp từ đối tác vào hệ thống của sản phẩm do BI quản lý thì thật ra hai cái này chẳng qua là hai góc nhìn khác nhau nó sẽ dẫn tới là chúng ta uh, có những cái nhìn một cách uh, khác biệt thôi ví dụ như là mình uh, đi liên kết với đối tác thì có thể mình kết nối vào đối tác hoặc là đối tác sẽ cung cấp cái api để kết nối vào hệ thống của mình thì thật ra chung quy thì chúng ta cũng chỉ là phải xây dựng một cái mô hình kết nối và chúng ta mô tả các cái API cần thiết để mà chúng ta hoàn thiện một cái journey, hoàn thiện một cái hành trình. Trong tập này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái việc mà chúng ta xây dựng mô hình kết nối, chúng ta nói về cái business model, chúng ta nói về cái có thể tạm gọi là cái business requirement dành cho cái API này. Thì xuyên suốt cái việc trao đổi này Mình sẽ tạm lấy một cái chủ đề Để mà chúng ta có thể dễ dàng chúng ta hình dung Ở đây á, nó là một cái tình huống như thế này Bên A là một cái rạp chiếu phim Các bạn có thể tưởng tượng giống như là CGV Hoặc là BHD hoặc là CineStar Ví dụ như vậy Và bên B là một cái công ty bảo hiểm Thì ở đây là một cái sự liên kết hợp tác Một cái liên kết partnership giữa một rạp chiếu phim Với công ty bảo hiểm để mà bán các sản phẩm cho nhau thì ở đây cái tình huống xảy ra đó là bên B liên kết với bên A để mà bán bảo hiểm. Thì bên B sẽ kết nối API với bên A để mà thu thập thông tin đăng ký của khách hàng của bên A khi mà bên A mua giác xem phim hoặc là đăng ký thành viên. Thì ở đây cái tình huống xảy ra nó sẽ là bên B sẽ xây dựng cái bộ API để mà kết nối để mà thu thập thông tin từ bên phía khách hàng của bên A. Thì quay trở lại ờ, như hồi nãy đã nói chúng ta về phần đầu tiên chúng ta sẽ phải xây dựng cái mô hình kết nối. Thì chúng ta sẽ cần các cái nội dung như sau. Thứ nhất chúng ta cần phải mục đích. Lý do xây dựng của nó, mục đích sử dụng để làm cái gì? Kết nối để mà giao tiếp truyền đạt thông tin hoặc là để cung cấp thông tin. Tiếp theo chúng ta sẽ nói tới số tượng sử dụng. API này để mà phục vụ cho các cái việc liên quan tới user uh, end user hoặc là các cái hoạt động về mặt xác uh, thực, các hoạt động về mặt xử lý các cái nghiệp vụ đặc thù của hai cái hệ thống với nhau. Nhưng thì chúng ta phải xử lý rõ cái tình huống đó. Và cũng như ở đây các bạn sẽ thấy là đây là nói về business requirement thì chúng ta sẽ không mô tả các cái đối tượng system ở đây. Chúng ta chỉ quan tâm về một cái mô hình kết nối tổng quan, một cái kịch bản chung nó như thế nào. Một thứ tư chúng ta cần phải giải thích thuật ngữ và tự viết tắt. Thì trong quá trình các bạn mô tả thì các bạn sẽ thấy là nó có những cái tự viết tắt, nó có những cái thuật ngữ đặc thù, nó có những cái thuật ngữ chuyên ngành vân vân mà chúng ta cần phải mô tả. Chúng ta cần phải giải thích rõ để mà hai bên khi mà đọc tài liệu hoặc là các bạn xây dựng tài liệu vân vân thì mọi người đều hiểu cùng một nghĩa. Chúng ta không không có bị hiểu nhầm, chúng ta không có bị hiểu sai. Cái việc làm rõ như vậy nó luôn là cái yêu cầu bắt buộc khi mà các bạn làm công việc BA. Và cái cuối cùng là các bạn sẽ xây dựng một cái mô hình kết nối tổng quan. Thì ở đây là một cái mô hình mang tính business, một cái mô hình mang tính gọi là vụ chứ nó không phải là một cái mô hình kết nối giữa hai hệ thống. Các mô hình kết nối giữa hai hệ thống chúng ta sẽ mô tả ở những cái phần mô tả spec. Còn ở đây chúng ta sẽ nói về cái business model mà thôi chúng ta cùng thực hành một tí về cái case study của chúng ta ha đầu tiên là mục đích thì API này là được xây dựng nằm giúp công ty bảo hiểm có thể kết nối với với đối tác đặc biệt cụ thể ở đây đó là các cái đặt chiếu phim nhằm thu thập thông tin của khách hàng để mua bảo hiểm để mà bán bảo hiểm đối tượng sử dụng là khách hàng của đối tác có nhu cầu đăng ký mua bảo hiểm và chúng ta sẽ có một số từ ngữ viết tắt ví dụ như là CTBH tức là công ty bảo hiểm hoặc là khách hàng à, chúng ta sẽ viết tắt bằng từ KH thì mô hình tổng quan ở đây các bạn sẽ thấy là khi mà khách hàng đến xem phim khách hàng có thể đăng ký membership để mà tích lũy điểm để mà hưởng các cái môn chương trình khuyến mãi hoặc là nắm được các cái thông báo về tin tức phim ảnh vân vân. Khách hàng sẽ phải đăng ký thông tin cho Cine, cho các cái đạp chiếu phim. Với các cái thông tin đăng ký đó, trong quá trình hợp tác đối với các công ty bảo hiểm đó, thì chúng ta sẽ truyền thông tin từ cái việc đăng ký của khách hàng cho công ty bảo hiểm và công ty bảo hiểm sẽ căn cứ vào các thông tin do khách hàng cung cấp để mà người ta sẽ cung cấp các cái gói bảo hiểm phù hợp thì ở đây không phải là một cái sự gọi là chia sẻ thông tin hay là làm độ thông tin gì cả mà các bạn nên hiểu là khi mà chúng ta đăng ký membership thì chúng ta cũng sẽ có những cái dòng tích ví dụ các bạn thường hay tích là tôi đã đọc term and condition thì ở đây các bạn thêm một dòng tích là tôi muốn mua bảo hiểm của công ty Manulife, của Job hay là bất kỳ một công ty nào đó và khi mà khách hàng đã đồng ý tích vào cái dòng đó thì thông tin mới được phép được truyền đi à, những cái này là những cái legal term mà cả bên bảo hiểm và rạp chiếu phim để phải tuân thủ thì từ cái việc xây dựng cái mô hình tổng quan từ các cái thông tin đó chúng ta sẽ bắt đầu cái giai đoạn đầu tiên đó là chúng ta cần phải xác định cái số lượng IPI cần có chúng ta sẽ xác định như thế nào thật ra cũng chẳng có một cái nguyên tắc xác định nào cả mà thật sự đôi khi nó cũng phụ thuộc vào cái kinh nghiệm cá nhân ở đây mình chia sẻ ba cái nguyên tắc trong quá trình làm dự án mình hay làm tiêu xác định Thứ nhất đó là xác định các cái điểm giao tiếp, các cái điểm truy xuất thông tin Các điểm giao tiếp tức là tôi gọi anh trả lời, tôi cung cấp thông tin, tôi cung cấp yêu cầu thì anh trả lời ở đâu là những cái điểm, những cái giai đoạn phân giao tiếp khác nhau và cũng như là ở những cái giai đoạn mà xử lý thông tin và những xử, xử lý giao tiếp đó chúng ta cần phải truy xuất các cái thông tin ví dụ thông tin về mã, thông tin về danh sách, thông tin về định danh vân vân thì đó là những điểm mà các bạn sẽ thấy là mỗi điểm đó chúng ta cần những cái API khác nhau cái thứ hai là mỗi lượt giao tiếp trao đổi hai chiều nó là một api mỗi dạng truy xuất thông tin data đó là một api thì thực ra cái gì nó cũng cần phải có kinh nghiệm cả và cái việc xác định các cái số lượng api cần có nó cũng không phải là ngoại lệ mọi thứ à, các bạn cũng cần lưu ý là chúng ta sẽ có thể hỏi người trước nè chúng ta có thể phối hợp với các bạn dev để mà chúng ta nắm biết được là chúng ta cần phải xây dựng bao nhiêu api thì những cái này thì thật ra mưa dầm thấm lâu và cũng như mọi thứ nó cũng đều cần thời gian tích lũy để mà các bạn có một cái gọi là trực giác nghề nghiệp để mà có thể nắm bắt được là ở chúng ta cần phải xử lý bao nhiêu API cho từng cái mô hình kết nối tập này chủ yếu là cung cấp cho các bạn một cái tổng quan về các cái giai đoạn mà các bạn cần phải xử lý khi mà các bạn làm về ABI thì cái giai đoạn đầu tiên không phải là các bạn bay vô các bạn mô tả spec ngay tập tức các bạn bay vô các bạn mô tả xử lý về ABI nó như thế nào mà cái công việc đầu tiên các bạn cần phải định hình được cái mô hình kết nối cái mô hình nghiệp vụ cái việc hợp tác, cái việc kết nối nó phục vụ mục đích gì, nó như thế nào để mà chúng ta có thể xây dựng được những cái bộ API phù hợp. Thì trong các tập tiếp theo chúng mình sẽ nói chi tiết hơn về việc khi mà các bạn đã xác định được API rồi thì ứng với mỗi API các bạn sẽ phải mô tả chi tiết như thế nào để mà cho các bạn đẹp, người ta có thể đọc vào được, người ta có thể hiểu được và người ta có thể build được API phù hợp cho bạn. Hai lúa chào các bạn.